mãi mãi giấc mơ. Mơ thấy bà bầu, bà chữa, mang thai là điềm báo gì, lành hay dữ và những con số liên quan. Ông bà ta xưa có câu, sinh dữ tử lành, cho nên nhiều người nằm mơ thấy người khác có bầu thì cảm thấy lo lắng, hoang mang, không biết giấc mơ thấy có bầu là điềm gì cho tương lai, mơ có bầu là tốt hay xấu. Nằm mơ thấy người quen, người khác mang bầu, tưởng chừng như không hề liên quan tới mình, nhưng nó đang ám chỉ một số điều gì đó và tùy thuộc vào tình huống, hoàn cảnh của trong giấc mơ mà ta có thể giải mã được giấc mơ đó mang điềm báo tốt hay xấu. Chúng ta nên vui mừng hay là lo lắng? Sau đây là một số giải mã giấc mơ thấy bầu và mang thai. Mơ nhìn thấy bà bầu. Nhìn thấy bà bầu trong giấc mơ tượng trưng cho những điều khó khăn bạn sẽ phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Bạn đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai với nhiều điều mới mẻ thú vị, nhưng lại chưa chuẩn bị tâm lý, chưa sẵn sàng để đón nhận chúng. Mơ thấy bà bầu đi đẻ. Nếu bạn có giấc mơ này thì điềm báo xấu đang đến với bạn, do đó hãy cẩn thận tùy theo suy nghĩ của mình mỗi người, nhưng có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Mơ thấy bà bầu khóc là điềm báo tương lai bạn sẽ gặp phải nhiều chuyện đau buồn trong cuộc sống, đặc biệt vấn đề liên quan đến con cái, công việc gắt gói, tình cảm gạn nứt, sức khỏe giảm sút. Vì thế hãy cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mơ thấy mình trò chuyện với bà bầu là điềm báo thời gian tới bạn sẽ gặp những chuyện không may mắn về tài chính, khả năng sẽ bị lừa hoặc bị mất cấp vặt. Do đó nếu bạn phải giấc mơ này, bạn nên có kế hoạch cẩn thận trong chi tiêu, nên để đồ đạc gọn gàng ngăn nắp và chuẩn bị sẵn tư tưởng để đối phó với những điều không may mắn sẽ xảy ra. Mơ thấy mình có bầu nhưng không muốn sinh em bé. Giấc mơ này ám chỉ rằng bạn sắp có một bước ngoặt lớn trong tương lai và bạn chưa đủ tự tin để đối mặt. Nhưng những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, giấc mơ này còn thể hiện một điều quan trọng nào đó với bản thân đang hình thành hoặc đang mất đi. Mơ thấy mình có bầu. Đây là giấc mơ rất nhiều người gặp phải. Giấc mơ này cho biết bạn sẽ nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong cả tình yêu và hôn nhân, với một cuộc sống tròn đầy viên mãn, đáng ngưỡng mộ. Mơ thấy mọi người vui vẻ khi mình mang thai. Giấc mơ này cho biết bạn sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, vui vẻ và gặp rất nhiều may mắn. Không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống cơm áo gạo tiền trong tương lai. Mơ thấy bà bầu là đàn ông. Nếu bạn là nữ, giấc mơ này cho biết người ấy sắp xuất hiện trong cuộc đời của bạn và mang đến cho bạn những bất ngờ thú vị. Nếu bạn là nam giới, giấc mơ này cho biết bạn sẽ gặp được người tri kỷ trong cuộc đời và khả năng tiến tới hôn nhân là rất cao. Mơ thấy bà bầu đi vào nhà là điềm báo tốt lành cho gia đình bạn sắp đón được niềm vui lớn trong tương lai. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp. Nằm mơ thấy người khác mang thai thì xin chúc mừng, vì đây là một giấc mơ mang lại điềm báo rất tốt cho bạn. Mơ thấy một người phụ nữ mang thai thì thể hiện sẽ có một bước ngoặt mới trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc. Trong thời gian sắp tới, bạn có thể nhận được nhiều tài lộc vàng bạc làm nên ăn ga. Nằm mơ thấy người quen mang thai chứng tỏ bạn là người mang thai đó rất thân thiết. Đó có thể là một người bạn trong gia đình, là một người thân hoặc là một người đồng nghiệp. Bạn và người đó luôn có sợi dây gắn kết và tình cảm, hai người luôn tâm sự vui vẻ những chuyện buồn vui, luôn cảm thông và rất ít xảy ra mâu thuẫn.
Nằm mơ thấy vợ mình đang mang thai thì đây là một giấc mơ không tốt cho gia đình bạn. Trong tương lai rất có thể bạn và gia đình sẽ gặp nhiều xui xẻo, công việc làm ăn kinh doanh không thuận lợi, gặp bất chắc và dễ xúc. Đàn ông nằm mơ thấy vợ mình đang mang bầu có thể hiện rằng trong tình cảm và gia đình của bạn không còn được như trước đây nữa. Hai vợ chồng bạn không còn tâm sự chia sẻ cho nhau những tâm tư tình cảm và mục tiêu cuộc sống nữa. Mơ thấy vợ mình mang thai với một người khác thì đây là giấc mơ chứng tỏ rằng bạn đang nghi ngờ vợ mình đang có mối quan hệ ngoài luồng với một người khác giới. Hai vợ chồng bạn thường xuyên gây gổ, cãi vã nhau, ghen tuông. Nếu bạn nằm mơ thấy giấc mơ này thì tốt nhất nên hỏi trực tiếp vợ mình, không nên đa nghi, ghen tuông không đúng. Nằm mơ thấy mình đang đỡ đẻ cho người quen thì đây là giấc mơ thể hiện rằng bạn sẽ có cuộc sống, cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, gia đình gắn bó dài lâu. Mơ thấy người khác đỡ đẻ cho mình hoặc mình đỡ đẻ cho người khác chứng tỏ bạn đang có quý nhân phù trợ giúp bạn vượt qua khó khăn vất vả trong cuộc sống. Mơ thấy người yêu mang thai, giấc mơ này chứng tỏ bạn rất lo lắng một việc gì đó hay sợ hãi người khác. Nằm mơ thấy giấc mơ này, bạn nên cẩn thận trong công việc làm ăn của mình. Mơ thấy bà bầu, bà chữa mang thai liên quan đến con số nào? Chim bao thấy bà bầu số 10, ngủ mơ thấy bầu là con trai 41, 46. Nằm mơ thấy mẹ có bầu 67, 57. Chim bao thấy việc đi thăm bầu 12, 82. Ngủ mơ thấy bầu tới nhà 50, 52. Nằm mơ thấy bầu sinh đôi 06, 36. Nằm mơ thấy có bầu sinh 3, 27, 92. Nằm mơ thấy có bầu sinh 4, 34, 53. Nằm mơ thấy em gái có bầu 79, 95. Chim bao thấy chị dâu có bầu 67, 77. Nằm mơ thấy chính mình mang thai 78, 65. Chim bao thấy mẹ có bầu 67, 75. Nằm mơ thấy vợ có bầu 0297. Nằm mơ thấy mình nói chuyện với bà bầu 22. Nằm mơ thấy bầu khóc số 10, 12. Chim bao thấy có bầu đi đẻ 50, 92. Thông tin video trên chỉ mang tính chất tham khảo, các mẹ cũng không nên quá lo lắng. Xin chào và hẹn gặp lại.